Lãnh đạo huyện ủy Đất Đỏ đã đến thăm, trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tại gia cho đảng viên Dương Văn Kiểu, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Hòa Hội, Đảng bộ thị trấn Đất Đỏ. Tại gia đình đảng viên Dương Văn Kiểu, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của gia đình đồng thời nhấn mạnh việc trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng đối với các đảng viên thể hiện sự ghi dấu trân trọng của đảng và nhân dân đối với sự đóng góp của ông trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ chúc đảng viên Dương Văn Kiểu và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp cho đảng và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.